Ok, chào anh em ạ. Chào mừng anh em quay trở lại với Leo Worldbot. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục làm theo những combo theo yêu cầu. Đây là combo được yêu cầu cũng nhiều đấy. Chung thì hôm nay mình cũng không làm theo random nữa, tại vì đợt trước random khá là nhiều rồi. Và bây giờ chuẩn bị cho những cái comment tiếp theo, những cái comment tới á, thì mình sẽ lấy trong những cái comment đó luôn. Chung là có thì xài anh em ơi. Đấy, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một combo, đó chính là hôm nay chắc có thể là báo đây nè, mà hơi bị báo nha. Đó chính là Aomin sử dụng acid. Thì vẫn cái bài cũ thôi. Tức là nếu như mình cầm súng acid đó anh em ạ, thì nó mạnh thì mạnh thật, nhưng mà con Titan mình cầm á thì có thể là hơi khó đây. Nói chung thì cũng cố gắng, nói chung ăn được mạng là được rồi, chứ mình cũng không có yêu cầu gì quá nhiều. Đấy, Luchador vẫn chưa bị nép anh em ơi. À, điểm thủ còn 170. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng đó là bộ combo đó là Aomin Acid nha anh em. Nhưng mà riêng về làm Titan á thì mình sẽ mang đó là Happy quay trở lại. Nói chung thì bây giờ á chỉ cần một xưởng có con quỷ con đồ này thôi anh em ạ, là anh em không cần tới Raptor nữa đâu, thiệt. Nói thiệt luôn á. Tại vì Raptor thường á thì anh em không ngán robot thường, nhưng mà anh em ngán Titan đúng không? Còn con robot này thì thường là nó sẽ không ngán Titan đâu. Đấy, cho nên là mình sẽ có một cái gì gọi là thả ra một tí để mà mình mang Fenrir của mình quay trở lại trong xưởng. Đấy, nói chung là như vậy. Với lại thì ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục sử dụng combo đó là Happy gọi Titan cho anh em, bởi vì đây là combo acid trên Titan, nó liên quan tới Titan, cho nên là mình sẽ cho Happy nó gọi Titan. Cũng không biết là hôm nay biết nào đã fit về cái phần lỗi đó chưa, mình cũng chưa biết, nhưng mà cứ thử đi. Đấy, dù gì thì cái đội hình này gọi Titan nó cũng tạm ổn, cũng tạm ok. Đấy, được chưa anh em, quá ngon lành. Đấy thì tạm tạm, đó là những lời nói đầu tiên trên video này. Và tiếp theo là phần review. Hôm nay thì mình có hai cái ID cũng khá là quen thuộc đây. Ấy thì bài ID này ở trong clan của mình nha anh em. Hiện tại thì Việt Nam số 1, chắc là anh em cũng biết nhiều rồi. Nói chung đây là một xưởng meta nha, mình sẽ review sơ qua để mà anh em thấy, anh em coi thôi, anh em tham khảo thôi nha. Chứ mà xưởng như thế này thì cũng không có gì để mình review, mình góp ý nữa cả đâu. Toàn là đồ meta không. Đấy, Raptor combo Aramis và Subroar thì chung á là combo này cũng được nha anh em. Có tiền thì nó mạnh thôi, nhưng mà mùa sau thì nói chung tới chừng mà cái Subroar này nép rồi á thì mình thấy nó đi chung với Aramis cũng chưa mạnh lắm, nhưng mà có giảm máu giảm đam gì đó thì cũng được đi. Đấy, ta lấy đúng rồi, rồi sai ha, rồi sai mới cấp độ 7 thôi, cũng chưa đỉnh lắm đâu. Đấy, nói chung là xưởng này á thì bạn vẫn còn thiếu Ron đấy. Ron thì nó vẫn chưa ổn lắm. Ochokochi sử dụng Sifan và Laymin, đây là combo điện chơi dành cột ha, ngon rồi. Ta lấy đúng này, Modul với lại Amabilo. Ừ, nhưng mà Amabilo cấp 1 nha, nâng cấp lên nữa là được rồi. Senlou sử dụng Laymin Fan Bao, đây là combo đúng của Senlou rồi, cần phải thay đổi ha. Với lại MK2 rồi, một cái NA hai cái RA cũng được, cũng ngon. Nhưng mà nếu được thì thêm cái led ten vào mình thấy nó vẫn ok hơn ha. Ta lấy này là ta lấy bốc, ừ, bốc cơ. Tay lái cũng của Senlou luôn, cũng ngon rồi, chung là như thế. Đây đã là Senlou. Ron kết trò mới cấp 1 thôi nha, phải gần nâng cấp lên nữa đấy. Chung thì cũng được, nhưng mà chưa nâng cấp robot lên mạnh lắm. Đấy, Pathfinder sử dụng Chione và đây là combo đúng của nó nha. Module đúng rồi, module hai cái NA một cái RA. Thực tế thì hai NA một cái EA cũng được anh em ạ, không cần phải RA đâu. Tay lái đúng rồi ha, nhưng mà Sodo thì nó chưa ngon lắm. Ý nói chung thì con Sodo thì nó mất đi một kỹ năng, đó là thoát tàng hình tăng đam của Reset. Kuri Subwar, đây là combo đúng của nó nha. Nói chung meta cũ rồi, bây giờ vẫn còn chơi được anh em ạ, nhưng mà qua mùa sau mình không biết là sống nổi hay không. Qua mùa sau chắc là phải test lại nữa mới biết. Hãy ta lấy đúng rồi ha, Ronsai này, ok. Enfire sử dụng đó là Inferno 2 cây, 2 cây Biro, 1 cây Discordia. Thì nó không có đồng bộ lắm, thực tế thì chắc là do thiếu một cây. Ủa rồi bạn này lắp cây Discordia nhìn bên trái nhìn hơi khó chịu tí, nhưng mà cũng được, kệ đi. Cấp 25 rồi cũng ngon. Thiếu một cái RA rồi nha, thêm một cái RA vào đây nó mới mạnh nha. Hai cái này là hai cái On Cloud đấy, On Cloud là Cannibal gì đó. Nhưng mà tăng đam vậy cũng được rồi. Ok, cảm ơn bạn Việt Nam số 1 nha. Tiếp theo thì đến người thứ hai nào, cũng tranh thủ luôn em ơi. Hôm nay về Titan cho nên là nó cũng khá là tốn thời gian đó, tranh thủ đi. Asura MK3. Thì bạn này hiện tại đang có kênh Yubi nha anh em, và một cái xưởng thì cũng chưa có mạnh lắm đâu. Để mình coi cái kênh của bạn này ở đâu.
Đây thì mới mình có tìm nha, mình có đăng ký rồi, nói chung là kênh cũng mới tạo thôi, chưa có quá là ngon. Được hai người đăng ký, tức là một người nào đó với là một mình nữa đó em ạ, với mình nữa đấy, cho nên là Xin chào mọi người, nếu lại nếu là nếu mình mà đó. được thì em qua ủng hộ bạn này cũng được. Chung kênh mới tạo thì nó giai đoạn nó khá khó khăn một tí. Liên Redeemer với lại Zotun thì tầm thì nó không ngon lắm nha. Chung là nên chơi Redeemer thì nên chơi Redeemer hết, còn Zotun thì chơi hết luôn, chứ mà hai cái này kết hợp lại với nhau thì thấy cũng không ngon lắm. Đã lấy thì đúng rồi, Ron thì cũng chưa đáng kể lắm, tìm thêm Ron nào ngon hơn ngon cho nó đi. Ok. Uchiha sử dụng đó là, ủa vậy là bạn sử dụng xướng 1, xướng 2, vậy xướng 1 rồi. Đấy. Thì Uchiha combo sector này, Lin ừ, được cây Aramid. Nói chung là về hỏa lực thì cũng được, nhưng mà có cây Aramid thì nó hút máu cũng không đáng kể lắm. Với lại thì mùa sau nó bị giảm sát thương nữa, các kiểu, cho nên là chưa ngon lắm nha. Nó đổi đi, đổi thành một khẩu khác nữa cũng được, hoặc là chơi hai cái Aramid, mà chắc là cỡ này cũng chưa có Aramid đâu ha, cho nên là thôi để từ từ. Sướng hai thì có thể là cũng không có gì ngon lắm ấy. Kuri sử dụng đó, một cây Super, một cây Dekai. Nói chung thì bạn này có thể là đậm tính chất rất là cài chai bình thường ấy, cho nên là robot thì súng nó không có đồng bộ lắm, thế là như vậy, bởi vì mình gặp rất là nhiều đó, cho nên là cũng khuyến khích là bạn chơi combo đồng bộ 600m như thế này mình thấy cũng được. Nhưng mà mùa sau thì Dekai với lại Super nó bị nép cùng lượt luôn, nên là em lắp vào thì mình thấy nó cũng chưa ngon lắm ha. Nói chung là rank bậc thầy bây giờ anh em bắn nó cũng không thấm lắm. Ủa tính ra là ngày mai hai bạn này ở trong clan mình luôn tay. Ây à, dạ. Xếp lịch nó hơi sai sai mà thôi kệ, từ từ cũng tới mấy anh em khác. Đấy. Thì đó là Kuri nha anh em. Đây là Lin, đây là Uchiha, Fenrir này. Mad Incinerator và Damper thì khẩu Damper này nó đi chung nó chỉ hỗ trợ về mặt đó là giảm máu thôi, chứ mà về đam thì nó cũng không đáng kể. Thực tế thì cái bộ này anh em ạ, chỉ có Mad là nó phá khiên vàng mạnh thôi, chứ mà Incinerator với lại Damper thì mình thấy là phá cũng hơi khó. Nên là nếu như muốn chơi Fenrir thì anh em full bộ đó là hai cây Mad hoặc là Mad Hammer luôn nha, còn Incinerator đi theo hỗ trợ thôi. Đấy. Minot sử dụng đó là Eora và lại Tarator. Nói chung thì Minot thì cũng được anh em ạ, mùa sau thì chơi vẫn ngon. Có tay lái rồi nhưng mà có một khẩu Eora thôi. Nếu bạn muốn chơi tốt thì bạn phải thêm full bộ cho nó. Đấy. Bây giờ thì bộ full bộ trong cửa hàng nó cũng không quá mắc đâu. Có thêm cây Discordia nhưng mà đáng tiếc nó là súng hàng nặng cho nên không lắp lên Minot được. Đấy, mà còn đưa con Aether lên trước thì nó lại yếu quá. Cho nên là thôi, chặng đường phía tới còn rất dài, nói chung phải cố gắng. Chúc bạn may mắn ha. Ok, đó là cảm ơn Việt Nam số 1 Asura MK3 đã tham gia với chúng ta nha anh em. Đấy, thì đó chính là về phần giới thiệu đầu vô. Còn bây giờ thì thử nghiệm ao minh thôi anh em ơi, let's go. Đợi trời nữa. Rồi Happy ra nào. Ai da, game này khó quá vậy ta. Mới vào mình nhìn thấy toàn đối thủ nặng ký rồi anh em ơi. Chắc là pha này chắc cũng gãy quá. Cố gắng gọi nào nhìn sớm được không? Bây giờ mình gặp Enfeo thì mình cũng gãy lắm anh em ạ. Giờ gặp Enfeo chắc là mình cũng gãy sớm lắm á. Ôi ôi, Henry Ultimate luôn chứ hả? Ôi trời ơi, nó là con robot mới kìa. Thôi xong rồi, nó mạnh quá. Mất mất con gọi đi ta nữa lấy gì chơi. Trời ơi buồn ghê á. Con quỷ robot mới anh em ơi, nó bay lên phát muốn muốn tắt thở luôn nha. Ê ông ẩu rồi đó, ông ẩu rồi đó. Nó bay lên phát chết tôi anh em ơi. Người Mexico này nguy hiểm quá đi. Giờ sao giành trụ nổi với mấy thằng này đây ta. Ây da, đang tính gọi Ngao Nguyên sớm nhưng mới vào cái gặp mấy thằng quái vật đó chơi hết lại rồi anh em ơi. Trời ơi, hai thằng nó tàng hình cùng lúc luôn hả? Ôi tàng hình như tàng hình hoài vậy. Trời heo. Đấy cá trưởng. Đồ ta. À con Ron Beat hả? Khó chịu vậy ta. Chết rồi, trận này không ổn rồi anh em ơi. Bên kia meta quá mạnh, bên mình thì yếu quá. Chủ không giành nổi. Bây giờ thấy Typhoon Hurricane là tôi biết lợi hại rồi đó.
Bây giờ thì không có cách nào mình có thể hạ gục cái con quỷ robot mới đó cả. Bây giờ thôi, xong game này thì mình làm game khác anh em ơi, không lo lắm. Có amin chưa? Gọi ra đây chứ. Trời ơi, 46 giây nữa. Kiểu này thua rồi. Trời ơi, Fenrir Ultimate mà nó cầm Aramis với lại Bothos thì thấy hơi hơi tù anh em ạ. Đồ giàu nhưng mà giàu chưa tới ấy. Ôi thôi xong, bắn cái thằng này chả có tác dụng gì nhiều cả. Có quái vật trong trận đấu đúng là đáng sợ ha. À dạ, 19 giây nữa. Lâu quá đi. Cũng không thằng nào chịu giết mình hết trơn. Chán vãi chưởng ơi. Ơi buồn ghê á. Nó bắn phải rồi là thôi rồi luôn anh em ơi. Trời nó rớt đất rồi, chơi nó được không? Giết nó, giết nó, giết nó, giết nó. Bay nữa kìa. Đừng bắn nó, đừng bắn nó. Trời ơi nó hồi máu kìa. Trời ơi quái vật. Nguyên tem hợp lại càng bắn nó càng hồi máu. Yes, nhưng mà ăn được mạng rồi. Tưởng đâu tôi chết pha đó rồi, nhưng mà nó không nhắm tôi anh em ạ, nó xem thường tôi, đúng không? Xem thường hỏa lực của tôi chứ gì. Ở chết chết chết, màu lờ. Thôi xong rồi, pha này mình chết rồi. Chết rồi. Bắn đi, bắn con mát đó đi, bắn mát đó đi. Ây à, đúng là dân giàu nước mạnh chơi game có khác ha. Khủng khiếp quá đi hả. Nhưng mà bốn cây này bắn phải gọi là đau thật anh em ạ. À. Đồ đâu. Cô đầy RA luôn rồi, vãi cái trưởng thiệt, mình cũng không thể tin được là con Almin của mình có thể đầy RA được đấy chứ. Bây giờ thì gặp Mauler ra thì chúng ta hơi khó chơi một tí nha. Gãi cây nào không gãi, gãi đúng cái cây cấp độ 25. Chán thiệt chứ. Gãi đúng cái cây cấp độ 25 luôn, tôi buồn ghê mà, tôi buồn quá mà. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Không ai giết được con quỷ đó sao? Ây da. Liều luôn chứ sao vợ, mạng thì đã ăn rồi còn gì nữa đâu mà phải 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 lo lắng nữa, rút rồi mạng thì cũng đã ăn rồi. Ăn được con robot meta luôn anh em ơi, căng thẳng vãi chưởng. Ôi ôi mạnh chưa, pha này mình cũng thua rồi, nhưng mà bốn trụ rồi anh em ơi, cố gắng lên. Nói không vậy? Nói không, nói không, nói không, nói không. Thủ trụ nói không? Thủ trụ đi mà nào mấy đứa ơi, thủ trụ đi. Đừng để nó giành. Cái con quỷ Tetrio đó nó chạy lẹ quá, không róc chí đó đâu được. Từ 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 để tôi lo, tôi lo. Giết nó đi. Coi khiên tím nữa đây hả? Ok. Nhưng mất trụ rồi. À, cái gì thế? Buồn ghê á. Lên nó vẫn còn sống luôn em ơi. Hết nổi rồi, thua rồi. Ây da, game đầu tiên mà nó đánh dấu thua rồi, quá tệ thiệt. Mà biết sao giờ, đó toàn quái vật không. Tôi cũng chịu rồi, sao giờ. Đâu chơi được. Thêm cầm con Almin nữa, báo báo đời phải gọi là nhất nhất cái nách luôn mà. Về nó giành trụ chứ không lại mau lơ đâu. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Ui nó bắn tôi kìa anh em ơi, khiếp quá. Ghê quá đi. Ơi mình chống được hai cái băng đạn mau lơ luôn kìa, ghê thật. Ác thật.
mà thôi rồi, quạnh quá. Hay dạ, mày chón chân vậy, ai chón mình vậy ta? À, Pathfinder chón. À, thôi anh em ơi, cung thì cầm Titan mà làm mấy combo mà cùi như thế này mà gặp mấy thằng như thế á, đúng là sợ thật, không có thành công nổi. Cũng lắm ăn được một mạng thì cuối cùng cũng ăn được rồi đó, nhưng mà chán thiệt. Kệ anh em ơi, tiếp tục cho tới khi nào mình ăn được vài mạng. Chung thì Newton làm được thì Almin cũng phải làm được chứ, đúng không? Phải làm được, phải làm được chứ. Rồi chắc là không làm được rồi. Trời đất ơi, coi kìa. Thấy cuộc đời tôi sao trận này nó cũng trống vắng dữ thần. Không, ráp to quá trời, ráp to luôn mà. Hình như phết lại rồi hả ta? Sao mình thấy nó yếu hơn hẳn đấy? Sao mình thấy nó gọi Titan yếu hơn hẳn nha? Ơi nhưng mà nửa cây à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, chắc là không phải đâu. Bây giờ thêm phát nữa thì có được không ta? Giờ gọi ông In ra lỡ gặp Enfail hay gì đó thì sao? Chết tôi á. Ờ có rồi, có rồi, có Titan rồi anh em ơi. Titan này, có Titan này. Yes. Giờ chơi sao? Jessica. Ra đây, ra đây. Biết tàng hình không? Nó biết tàng hình nguy hiểm nha. Chết không? Hay à, không chết kìa. Để tôi ăn. Trời ơi mấy bạn ơi, tôi buồn lắm á, mấy bạn làm vậy tôi buồn lắm á, tình mấy bạn luôn à. Tôi đã cố gắng lắm rồi mấy bạn, cho tôi access là tôi buồn rồi đó. Trời, nó cầm đây cay hả, nguy hiểm giờ. Ai da, nhưng mà đau đó anh em à, bắn đau đấy, đùa đâu. Chết không? Không chết kìa. Chơi kìa, chơi. Hỗ trợ nó giết tao gì? Chơi xấu à kìa. Ây da. Yes, triple kill luôn đó hả? Dữ vậy ta. Ăn tiếp một kêu luôn anh em ơi, vãi cả trưởng chưa? Tí xíu luôn. Ủa, mình ăn tiếp một kêu nào ta? Hình như hồi nãy mình quỷ gì tàng hình hoài đấy, Loki à? Ờ à, đúng rồi, nó là Loki mà. Đúng không? Loki thì mình bắn nó đâu được. Game này nhiều Loki vãi cả trưởng nè. Ê. Yeah, Rampage. Ngon anh em ơi. Trận 2 quá ổn gì chứ hả? Quá tuyệt vời anh em hả? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Anh em thấy không? Anh em thấy không? Anh em phải thấy, anh em không thấy gì. Anh em thấy thế nào hả? Quá là ok không anh em? Anh em thấy có quá là ok không? Giỡn giỡn chết nha mày. Bắn mày chết luôn á. Thấy chưa. Thôi xong rồi, Newton nâng lên là chết rồi. Mình sẽ bỏ mạng tại đây rồi. Yes. Nhưng mà cũng coi như là làm được rồi đó. Ổn rồi đó anh em ạ. Đam to chứ bộ. Almin không phế đâu anh em ạ. Hello bạn Hiền, bạn Dê hả? Sống nổi với tôi không vậy bạn Dê? Đây là chiếm đóng cục móc nha anh em, chứ không phải là tấn công cấp bách, cho nên mình có thể thoải mái. Mình đứng ở trên mình giết nó xong mình nhảy xuống mình giành trụ được, không sao hết.
cây hả? Anh giết tôi sao? Tôi tưởng là thằng ZTK đó nó mạnh lắm, hóa ra là nó cũng không có đáng kể lắm. Từ anh em ơi, mình qua mình xử lý nó tới đây. Ủa rồi ai ăn? Ê, 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 bay 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 từ 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 đừng gấp đừng gấp đừng gấp đừng gấp. Róc này chắc chắc luôn á. Chịu nổi không đó róc? Chịu nổi luôn à? Trâu đấy. Nhưng mà tới số rồi. Ok anh em, game này ổn nha. Chung thì mình chỉ cầm con Almin, xưởng mình bây giờ cũng không có gì gọi là meta nữa cả. Đấy, cùng lắm thì có con robot này. Nhưng mà một mình nó thì nó có thể cân hết rồi. Nói gì nữa bây giờ. Lô đang hiện nha. Hay là mình giết con Lin trước ta. Thôi nó tàng hình này. Chung thì game win rồi anh em ơi. Ok rồi. Ngon lành. Vậy là con ông ấy nó ăn được quá trời mạng luôn, tuyệt vời không? Thì đó chính là combo axit mà em yêu cầu nha, mình thấy là cũng được ấy. Mấy thằng kia nó ra nó xem giật mình, nó nhìn thấy cái xưởng mình. Thiệt. Nhưng mà đó là trường hợp mà anh em ít gặp meta nha, chứ mà anh em gặp nhiều meta thì chắc là cũng không có cơ hội đâu. Hơi khó. Tham gia vào các trận chiến hả? À, nhiệm vụ này là anh em, cái nhiệm vụ này là anh em sẽ nhận cái xu bạc này nè, cái xu màu xám này nè, khả năng có mau lơ ở trong này đấy, cho nên là nếu như mà anh em muốn làm thì anh em vẫn làm bình thường, quan trọng là anh em làm có kịp hay không đó nha, chứ mình cũng không biết nữa anh em ạ. À, hy vọng là kịp. À, bên bảng xếp hạng này có gì mới không? Xạ thủ giỏi nhất tức là phải dùng robot bắn tỉa từ xa đúng không? Mà chắc là không có rồi, thôi kệ đi, mình tự chơi anh em ơi. Ấy thì đó chính là Aomin Acid anh em ơi, mình thấy cũng tạm ổn đấy chứ. Nó tuyệt vời đó chứ. Tiếp nào, tiếp nào. Gọi ra được càng sớm càng tốt nha. Có thể là biết nó cũng đã biết cái vấn đề này cho nên nó fix lại sau đấy anh em ạ. Mình thấy nó hơi chậm một tí. Nhưng mà tóm lại thì nó vẫn nhanh đấy. Nhanh hơn khối robot khác rồi. Khác lắm. Himuri đáp đất. Cơ hội để tôi xử nó đây. Tăng thêm đam rồi nha. Ây da. Trời heo. Phải ship liền luôn vậy hả? Himuri nó khác với mấy con robot khác nha anh em. Nó bay trên trời nó vẫn chiếm trụ được. Còn mấy con bot khác thì bay trên trời nó không chiếm trụ được. Ê ông giỡn không nội? Ôi da, sao lại bị kẹt đây vậy? Trời. Ủa sao cái bão lửa nó bay qua bển ta? Phải ra trưởng gì? Nhưng mà vậy cũng gọi là quá 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 ngon rồi. Ok không? Gần đầy Titan anh em ơi. Cũng ngon phết. Bây giờ mình gọi Titan ra mình mới sợ mấy thằng đó nè. Ôi có Titan luôn rồi nè. Hay quá. Rồi Titan ra đi để còn cho nó cái thằng mẹ nữa. Đấy. Ai bảo không đau hả? Mình nghĩ là mình phải bắn bên này cho nó tốt. Đông quá, tốt nhất là chúng ta không nên quá tin tưởng vào 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 cái khả năng này. Nó thấy mình là ông min đó, nó ăn hiếp anh em à. Ê ông đừng giỡn nha ông nội, không tưởng tôi dễ ăn hiếp hả? Không thấy tôi cầm súng gì không vậy? Nhưng mà mất trụ rồi, chán thiệt chứ. Ai da, ai da. Không ổn lắm, không ổn lắm, không ổn lắm, kèo này không ổn lắm, cẩn thận đi.
Yes, đó bo kêu ngay. Thôi xong rồi. Pha này đắp đất lộn chỗ rồi anh em ơi. Ê, trước bo kêu. Tụi nó ngạc nhiên mày con ông này lắm đúng không? Ây da, trượt đạn. Ây da. Oh no, oh no, oh no. Rampage đi, rampage, không kịp rồi. Ây da. Dạ, mình gọi boss không đúng lúc. Ly nhiều chuyện. Yes, mọi người hỗ trợ tôi. Trời ơi, anh có nhìn thấy con anh fail đó không? Anh bắn nó giùm em đi. Anh bắn nó giùm em đi. Ừ, em giữ chủ cho. Đúng rồi anh ơi. Anh bắn nó giùm em đi. Em lo mấy thằng kia cho. Yên tâm anh ơi, em lo được hết á. Anh khỏi lo, anh khỏi lo. Fenrir của em là anh khỏi lo. Này mày tưởng Fenrir này yếu mày ra mày ăn hiếp hả? Ây da, nhưng mà ba con này không chơi lại đâu. Ê ê ê ê, mày hỏi tao chưa, mày hỏi tao chưa? Chủ của tao mà. Thà chết giữ trụ anh em ơi. Đâu đông à, mau lơ nó có giết nổi thằng anh phe không vậy, nó quay lại nó bắn tôi kìa. Trời ơi mấy thằng này. Rồi có mau lơ đâu. Trời ơi mau lơ chết queo rồi. Thiệt là tình, cái trận tôi thành công thì mấy bạn mua không thành công gì trơn trội. Buồn mấy bạn quá à. Buồn mấy bạn ghê. Bên kia nó còn quá trời titan luôn á chứ. Trời ơi coi kìa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Bánh quy, bánh quy, bánh quy. À da, sao lại kẹt rồi, trời ơi. À da, trận này có win không ta? Khó quá giờ. Ơ, giành trụ lại win được anh em ơi. Win được, win được, win được, win được, win được. Lo được. Lo được, lo được, lo được. Game này còn lo được. Được không, được không? Mình trụ được không? Đáng lý là mình nên cầm thêm một con nào mà nó nhanh cơ động một tí để mà đi giành trụ anh em ơi. Win không? Win không? Nghe được win không? Hay da. Win 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 em à, thắng 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 nhà, thắng nhà, thắng nhà, thắng nha. Có bác quê bên này khá là mạnh đấy. Ừ hay quá hay quá hay quá hay quá. Giành trụ lại, giành trụ lại, giành trụ lại mấy ní ơi, giành trụ lại đi. Trong trụ kìa, để tôi cái trụ này lo. Tôi lo cho, các bạn vô đi. Đấy, win liền đúng không? Win 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 win, game win win win. Yên tâm đi, không thua được đâu. Rồi, thời gian chạy thắng rồi nha anh em. Người bên kia nó cũng căng dữ lắm. Rồi ok. Coi như là trận 2, trận 3 này cũng ổn. Đấy. À đôi khi thì mình cái phần giới thiệu về về đầu video thì nó cũng hơi 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 lập từ tí, chung là cũng đôi khi thôi anh em ơi. Khi mình cảm thấy mình vui quá, mình hưng phấn quá cái nó vậy. Anh em cũng thông cảm, nói chung là anh em chú ý gameplay thôi. Phần mình nói thì anh em nghe cho có vậy mà. Đấy. Ok anh em ạ, tiếp 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 tiếp. Coi như là cũng ổn rồi chú bộ ạ. Anh em thấy thế nào?
Ý là đó là có một cây cây Anguser mới cấp độ, đó là cấp độ 5 thôi nha. Chứ nếu mà nó cấp độ 25 thì có thể là to hơn nữa, mạnh hơn nữa đó. Let's go, let's go, mấy đứa ơi. Đây 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 đây. Cơ hội để cho vài cái bão lửa thì sao? Ôi trời ơi, robot mới. Thiệt luôn. Thôi xong rồi. Sao mình cứ rớt xuống là mình bị kẹt ngay cái này hoài vậy ta? Tôi mệt ghê á. Nãy giờ hai con rồi đó. Chơi sao chơi nó nè. Mới vô bị nó vả cái vỡ mồm rồi. Ủa sao không chết nó vậy? Thằng nó full đồ MK3 rồi anh em ơi, mình cũng bó tay. Chết rồi ơi. Full MK3 đam nó to với lại máu nó trâu rồi vũ khí nó mạnh nữa, mình cũng thua luôn. Cái thằng Abi đó tôi thắc mắc là tại sao đó, hồi nãy mình bắn nó trúng đạn như vậy mà nó không chết nhỉ? Ngộ ha. What the? Phải cả trưởng thiệt, lỗi à. Lỗi bất tử à. Thôi xong rồi. Game này chắc là cũng dừng lại tại đây là vừa rồi. Nổi rồi. Thêm là ngủ Harvey bất tử nữa chứ. Đó là lỗi nhiều lắm anh em ạ. À. Coi nè, coi nè, coi nè. Ủa cái gì vậy trời? Thiên thiệt chứ. Giờ nó bay lên nó tự tin luôn, nó không sợ cái gì luôn anh em ạ. À. Giờ ai giết được nó đây, ai giết được nó đây hả? Giờ sao giết được thằng này? Ôi ôi. Nó bất tử luôn rồi. Ghê thật. Lỗi này có anh em ạ, à. Lỗi này có đấy. Vãi cả trưởng thiệt chứ. Từ chối tử thần, phải gọi là từ chối hết trận luôn rồi. Từ chối tử thần hết trận luôn rồi. Bắn thằng đó cũng tốn công vô ích thôi. Không, mạng trước mặt nhưng mà đâu ăn được đâu. Ui, tiếp qua đi. Nhất là thêm con quỷ Fenrir này, một khi nó đi xuống dốc là nó bị cà nhắc nữa. Tự nhiên cái thành khuyết tật ngang à. Nó chịu thiệt. Không. Ôi coi kìa. Tiếp qua đi. Thôi tôi chịu game này rồi. Gặp quái vật. Thôi kệ anh em ơi, chung thì cũng ăn mạng hai trận trước là thấy cũng ổn rồi, không nhiều nữa. Bây giờ bắn thằng này cũng không được mà bắn thằng Harvey cũng không được. Chưa bao giờ thấy cái game nào như cái game này, thiệt là tin luôn á anh em. Thấy không, con robot đó bây giờ dư sức một mình nó cân cả đội hình rồi, đâu sợ ai nữa đâu. Mình thì không có đủ tài nguyên để mình lên nó MK3, mấy bữa nay nghèo quá trời rồi. Cho nên thôi, chúng ta đành chơi kiểu cày chai anh em ơi. Đó. Đó là trận tiếp theo nha, gọi Titan không bắn được. Chung thì cầm cái xưởng này thì cũng không hy vọng quá nhiều đâu. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tới nữa rồi quá. Trời ơi coi kìa. Rồi, chắc tới nữa rồi đó, đúng rồi đó. Hurricane đồ đó ha. Reset đồ đó. Bắn bao lửa trượt rồi anh em ơi. Ok. Ôi trời ơi, con rác to nó nhảy lên tới đó rồi sao? Căng vậy. Tại sao lại bỏ đi hết mà để cho nó nhà thế? Ây da.
giờ nó chiếm đóng cái vị trí này luôn rồi, làm sao đây? Giành trụ lại mấy đấy rồi. Ừ, trụ lại mấy đấy rồi. Quỷ gì nhảy hoài vậy? Mới vừa nhảy cái đập mà. Có Titan rồi, mình chưa gọi ra. Có thể là nên gọi ra đi, để tránh trường hợp quỷ Raptor nó lộng hành thêm. Cũng không biết là giết nó được hay không nữa đây. Ây da, what the hell, không chết kìa. Ok, đáp xuống, giành lại trụ nào. Cái khoảnh khắc mình bay lên cũng may là không ai bắn mình anh em à, chứ không mình cũng gãy luôn rồi. Ui à, buồn dễ sợ buồn. Bây giờ thì bay tiếp cận gần bên nó một tí, để tí mà có con, lát nữa mà có con Titan nào nó định đi vào á thì mình có thể bay lên mà đắp sọt nó liền. Quỷ mấy thằng Hurricane này đấy, giờ thằng nó bay vào cái mình bay lên mà đắp sọt nó liền luôn, không để cho nó lộng hành. Ok, lộng liền. Typhoon định đi vào đây hả? Ok, giết tụi nó rồi. Bắt con xanh lâu lại nào anh em ơi. Lộng hành quá trời. Rồi, dịch chuyển ở đây là sai lầm rồi. Chứ nó chưa? Nó chết chưa? Cháu vậy sao? Ok. Rampage. Ôi, thôi anh ơi, thôi, 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 em biết lỗi rồi. Thôi anh ơi, thôi. Đừng làm thế. Em buồn lắm anh ơi. Hay à. À, tức quá đi. Đúng là gặp mau lơ thì như là gặp ông nội mà anh em, chạy còn không kịp. Ông cầm roi mây tới ông quất. Cầm roi mây tới ông quất quá đau luôn. Nhưng mà ram hay là vui rồi, đòi hỏi gì nữa ha, không đòi hỏi nữa anh em ơi, ram hay là ngon rồi thiệt chứ. Đôi khi cái dịch chuyển của con này làm mình thất vọng ghê á. Gặp mau lơ sao chạy đây. Ủa mình tưởng nó đi quanh kia rồi. Vậy là nó thấy mình nhảy vào. Ôi da, ôi da. Hôm nay con robot mới này kiểu như nó bị nép ngầm hay sao đó anh em, mình thấy nó yếu hơn hẳn ấy, trừ khi là em K3 nha, còn lại thấy yếu vãi cả chưởng ra, biết sao nữa. Chắc là em K3 có ghi đam lên Titan á cho nè. Sợ nhất mấy thằng mà nó bất tử á nha, bất tử nữa chết luôn á. What the hell? Mấy game sao nãy giờ mấy game này toàn căng thẳng không vậy ta? Khó quá vậy. Tàng hình hoài vậy ta, có chịu vậy ta? Coi nào mình hơi ẩu rồi không ta? Góc ơi, cứu tôi với. Thôi khỏi luôn đi, tôi tự lo được. Ok. Ok. Giờ con mau lên đó để từ từ anh em ơi. Mau lên cũng còn múa rất ghê nha. Tránh xa ra tí được không? Tính giết mình á anh em ạ.
Chết rồi, bay kiểu này có ẩu quá không? Ok. Né màu lơ ra. Hoặc là bay lên chơi nó luôn. Mình sẽ câu giờ cho con róc này nếu như được. Được không róc? Chết, nó lướt qua chỗ tao là tao chết đấy. Cũng may nó không thấy. Mình nghĩ là mình nên chạy khỏi đây thì hơn. Mất trụ hết trơn trời ơi. Thôi xong rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi. Game khó quá. Game nào cũng khó cả. Đấy, game nào cũng khó hết. Đúng là bị, chắc là bị nép nhầm thật rồi. Qua mình bắn màu lơ thấm, bắn tới đâu thấm tới đó, giờ bắn chả thấm miếng nào. Sợ thiệt chứ. Không thốn luôn anh em ơi. Phải chữa này. Rồi. Thôi, em thua rồi. Ây da. Rồi anh em ạ. Mình sẽ thêm một game cuối nha. Nói chung thì cái con đường làm về video vũ khí Titan của mình nó lận đận dữ lắm, thắng thua nó đều hết cả. Nhưng mà vậy là ok rồi, vậy là đủ rồi đúng không? Vậy mà có 6 triệu đam mà chán thiệt chứ. Thôi kệ. Ok, đã xong khá là nhiều nhiệm vụ ngày hôm nay rồi ha. Đấy. Ok anh em, thêm trận cuối nha. Chung thì đó là combo amino acid, mã lực đánh giá là mạnh đấy. Nhưng mà về độ trâu thì thôi, nó không bằng Aether đâu. Lại map này nữa sao? Cầu trời hứng Phật cho con một trận đấu nó. Thôi xong rồi, chắc là kỳ này Phật không độ rồi, trời cũng không dung rồi. Ôi trời ơi, cái gì đây? Trời Phật không độ không dung luôn rồi anh em ơi. Không ai dung không ai độ luôn rồi anh em ơi. Bảo lửa đi. Chết bảo lửa chơi. Đúng không? Được nửa cây Titan cũng nhanh anh em ạ, à. Nhưng mà mấy thằng này nó đi chung rồi. Đó đây, khoa này chắc là cũng gãy luôn quá đi. Sao đây? Đây, 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 đây. Mấy thằng này nó không xem nhà của mình ra gì hết trơn ta. Đó. Sao? Mày sao? Mày sao? Còn tàn hình nữa ư? Sống không vậy? Ơi dạ, tính giết nó mà không được rồi. Trời ơi, bắn phát nào đau phát đó chứ bộ, giỡn. Đúng không? Khó đầu luôn, giỡn không? Reset bắn mình biết ngay mà, kiểu nào cũng bắn mình à. Núp liền chứ. Mấy con dê này giờ là mục tiêu ngon nhất nè anh em ạ. Trời heo. Con reset nó canh nó bắn. Hay da, hay da.
Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đều luôn. Giết con Raptor không? Ây da. Bị khiêu khích rồi. Tức thiệt chứ. Sao team tôi nó toàn luôn không vậy? Trời ơi, chết rồi. Chuyến này không có cơ hội thắng rồi. Nói ô bên mình có mau lơ nha, nhưng mà không biết là có nổi hay không đây. Bên ghế hình bên đó hình như không có mau lơ. Lưu tăng đi. Ừ, đây, đây, đây tôi hỗ trợ về mặt, tôi hỗ trợ nó không hồi máu cho. Ok chưa? Dạ, cái thằng này làm gì giết vậy? Tôi có lỡ giết nó hả? Mình nghĩ là mình nên chạy thôi anh em mà. Với tôi căng lắm á. Đấy, mình hỗ trợ bắn rốt thôi. Mình dụ tụi nó, mình dụ con quỷ bánh quy này qua chỗ mau lơ coi, được không? Lui về sau lưng bắn nó chơi. Mình biết rồi, mình để cái pháo ở nhà sẵn mà. Đấy, nó dí mình, nó lơ dí mình, nó qua chỗ mau lơ rồi. Bây giờ tao bắn sau lưng, tao bắn tới. Đây, 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 làm sao, làm sao? Scorpion hả? Tự anh em ạ. Tôi đang xét ai? Đúng rồi, đúng rồi, hay quá, mau lơ tới, mau lơ tới. Tuyệt vời anh, mau lơ. Em hỗ trợ anh đây. Ủa, nãy mình bắn cái tháp pháo ra mà sao nó không... Anh mau lơ, giúp em với. À, nó bắn em. Biết mình có chạy thoát khỏi nó không đây. Chuyển, chuyển, chuyển. Ok. Bây giờ mày mới chết nè con. Hay quá. Ui da đông quá. Anh ơi, anh ơi, anh mau lên ơi. Help, help, help me, help me. Help me. Help me anh mau lên ơi. Ừ. Anh ở đấy mà nãy giờ em tìm anh mãi. Ok. Úi dồi ôi. Mất trụ hết trời. Ừ. Đúng là anh che mất tiêu rồi. Giành trụ lại anh em ơi. Trụ lại, giành trụ lại. Ok. Rồi mày nhảy vô chỗ mau lên con ơi. Tạm biệt đi. Nhảy đâu cho thoát. Nãy mình thả tháp pháo vô trụ rồi anh em ơi. Ủa con rắp nữa ha. Trời ơi. Vậy thôi, trước khi chết phải hỗ trợ giết con rắp to này đã. Anh mau lên ơi, anh giết nó đi. Giết nó đi anh ơi. Em chết bây giờ. Ừ. Em có nổi không? Mấy thằng này vẫn còn căng dữ lắm nha. Yên tâm đi, anh lo hai thằng này cho. Yên tâm đi. Được rồi, ok ok. Bây giờ win hay không chưa biết. Win rồi anh em ơi, win rồi, win rồi. Bên kia hết Titan này. Ok, ngon. Lụm ơi, lụm tiền ơi. Dành lại mấy cái trụ này nữa là đẹp. Thôi mấy thằng đó vẫn chạy trụ nhiệt tình lắm. Nghĩ là mình đi, nên đi trận đầu cái đám đó trước nha.
Mình sẽ bay quanh cây trụ này trước nha anh em. Thằng cây đốc kiểu nào cũng chạy vào đó à. Chọn cái đầu này trước nè. Bây giờ mình dí theo trụ là làm sao nó chạy. Không sao giành trụ được. Đấy. Đúng, sao nãy giờ toàn mấy trận căng không nha ta. Mấy trận là bình thường hết vậy. Rồi ok game win nha anh em. Chung là con cái đó nó cũng không chạy trụ được nữa đâu. Chạy trụ trong tuyệt vọng thôi. Ok rồi. Và video mình tới đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Tạm biệt anh em.